làm rõ trách nhiệm cũng như quyền lợi của các bên mua và bán tại dự án FLC Garden City. Khi công trình chưa đủ điều kiện, chủ đầu tư vẫn ép khách hàng nhận nhà mà chúng tôi đã đăng tải vào ngày 16 tháng 11 năm 2017. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp về vấn đề công trình chưa hoàn thành, chưa được nghiệm thu, chưa có thang máy, chưa có kiểm định phòng cháy chữa cháy, chưa có trạm điện. Nhưng công ty cổ phần đầu tư địa ốc Alaska vẫn gửi thông báo bàn giao nhà và thời hạn đóng tiền 25% theo hợp đồng và thông báo đóng 2% quỹ bảo trì đến cư dân mua căn hộ tòa nhà HH2 dự án FLC Garden City, luật sư Cường cho biết. Việc đưa cư dân vào ở như vậy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như tính mạng của cư dân khi sinh sống tại đây. Nguyên tắc là công trường đang thi công thì cái về môi trường không đảm bảo, sẽ khói bụi. Thứ hai nữa là tiếng ồn. Thứ ba nữa là có thể gây những cái tai nạn, rồi hệ thống mà điện nước, chịu điện, đường, trường trả, rồi hệ thống các cái hạ tầng phục vụ cho cái khu chung cư đó nó vẫn chưa đảm bảo được ổn định mà người dân đã đến ở xen kẽ ở trong khu như vậy thì nó rất là nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe cũng như là cái điều kiện đời sống, chất lượng cuộc sống của những người sử dụng nhà. Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng trong trường hợp này cũng được luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp nêu rất rõ. Quyền của cái bên người mua là quyền được nhận nhà theo đúng cái thời hạn, quyền được nhận theo đúng cái diện tích nhà đã thỏa thuận mua bán, quyền được nhận cái nhà theo đúng đảm bảo cái chất lượng cam kết ban đầu của chủ đầu tư, và cái việc thanh toán thì theo cái số tiền mà hai bên đã ấn định với nhau, và quyền được hưởng các cái dịch vụ, các tiện ích kèm theo với căn hộ đó, quyền được hưởng cái chế độ bảo hành, bảo dưỡng cái tòa nhà đó, quyền được tham gia có ban quản lý tòa nhà để cùng quản lý điều hành trong cái hoạt động đó, và đặc biệt là còn cái quyền nữa là quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp chủ đầu tư mà giao nhà không đúng chất lượng, không đúng chất lượng, không đúng cái diện tích như là cái thỏa thuận ban đầu, và trong quá trình đó phát hiện ra những cái công trình, hạng mục công trình xuống cấp do lỗi kỹ thuật của phía bên chủ đầu tư, hoặc là có trường hợp là ăn bớt vật liệu hoặc là không đúng thiết kế, thì cái bên mua nhà hoàn toàn có quyền là yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục những hợp đó. Nếu không khắc phục mà gây thiệt hại thì có thể yêu cầu bồi thường. Còn nếu mà hai bên không giải quyết được với nhau thì những cái khách hàng mua nhà này hoàn toàn có quyền khởi kiện. Cũng liên quan tới vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường cũng chỉ ra trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền địa phương trong vụ việc này. Khi ở như vậy thì nó liên quan đến cả việc quản lý dân cư của chính quyền địa phương, tạm trú tạm vắng cũng như là đảm bảo cái điều kiện sống của tối thiểu của người dân, thì chính quyền địa phương ở khu vực đó cũng phải có những cái ý kiến can thiệp hoặc có những biện pháp để mà đảm bảo an toàn cho cái người sử dụng nhà khi mà cái công trình nó chưa hoàn thành. Có lẽ mua nhà giá rẻ, kèm theo đó là chất lượng cũng rẻ, khi mà gần đây hàng loạt bất cập tại các dự án nhà ở chung cư đã xảy ra, như vụ rơi cả mảng tường từ tầng 7 xuống đất ở chung cư Học viện Hậu Cần, nước bể phốt tràn khắp nơi và công trình xuống cấp ở dự án nhà ở xã hội CT1, A1 và A2 Tây Nam Hồ Linh Đàm, cùng hàng loạt bất cập ở các dự án nhà chung cư khác.